Để đánh giá được hiệu quả dùng thực tế thì mình thường sử dụng những hạt nhựa như thế này. Những hạt nhựa sẽ nặng và nổi trên mặt nước. Với công nghệ xả xoáy 2 cổng là EcoX, dòng nước xả rất xoáy và êm. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà 5D. Trước mắt các bạn là mẫu bồn cầu một khối đến từ thương hiệu Inox, có mã là Inox AC939. Với đồ mã sản phẩm là AC939 thì trên thị trường sẽ phổ biến nhất là hai mã bồn cầu với mã đầy đủ là AC939VN và AC939VN2. Các mẫu bồn cầu này về cơ bản là giống nhau về thiết kế, công năng, chỉ khác nhau mỗi phần nắp nhựa đi kèm thôi. Trong đó, mẫu AC939VN sẽ được đi kèm với nắp đóng êm có mã là CF900VS và mẫu AC939VN2 sẽ đi kèm với nắp đóng êm có mã là CF600VS. Và như các bạn thấy thì mình đã tạm thời tháo phần nắp bồn cầu ra rồi để chúng ta sẽ tiện theo dõi hơn trong quá trình trải nghiệm xả thử mẫu bồn cầu này. Tuy nhiên, trước khi đi vào bài xả thử, mình sẽ điểm qua cho các bạn biết một số điểm nổi bật và các thông số kỹ thuật cơ bản. Trước tiên đánh giá về thiết kế, tạo hình khối của mẫu bồn cầu này về cơ bản vẫn giữ các nét của một mẫu bồn cầu truyền thống, nhưng được tối ưu hơn ở các chi tiết như các góc cạnh của bồn cầu được bo tròn nhẹ, phần thân được thiết kế đặc hơn, không còn các hốc xứ nữa. Đây là mẫu bồn cầu sử dụng hai chế độ xả nhấn tiết kiệm nước với dung lượng nước xả cho một lần xả nhẹ là khoảng 4 lít và 6 lít cho một lần xả nặng. Mẫu bồn cầu này có hệ thống xả sử dụng công nghệ xả EcoX xả xoáy 2 cửa. Nhìn vào trong lòng bồn cầu, chúng ta sẽ thấy thiết kế vành rim không góc khuất mới nhất của Inox. Kết hợp với đó là công nghệ men sứ độc quyền của Inox là Aqua Ceramic, giúp bề mặt men luôn sáng bóng, chống bám bẩn. Qua đó sẽ rất dễ dàng vệ sinh, làm sạch bồn cầu trong quá trình sử dụng lâu dài. Kích thước tổng thể của mẗi bồn cầu này sẽ là 393 × 741 × 655 mm. Mở nắp két ra và như các bạn thấy thì cái nước đã được bơm đầy rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành trải nghiệm xả thử mỗi bồn cầu này. Trước tiên mình sẽ nhấn xả nhẹ trước. Với dung tích nước là 4 lít, như các bạn đã thấy, với công nghệ xả xoáy 2 cổng là EcoX, dòng nước xả rất xoáy và êm. Tiếp theo mình sẽ nhấn xả nặng. Để đánh giá được hiệu quả dùng thực tế thì mình thường sử dụng những hạt nhựa như thế này. Những hạt nhựa này mình sẽ thả vào trong lòng bồn cầu. Những hạt nhựa sẽ nặng và nổi trên mặt nước, tượng trưng cho những chất thải trong lòng bồn cầu. Giờ mình sẽ nhấn xả nhẹ. Chỉ với lần xả nhẹ thôi nhưng cũng vừa đủ để xả trôi hết các hạt nhựa trong lòng bồn cầu, trong khi đây là một bài xả thử rất là khó, qua đó thể hiện rằng xả rất hiệu quả. Tiếp theo sẽ là nhấn xả nặng. Với chế độ xả nhẹ mà đã xả hết thì đương nhiên với lần xả nặng cũng dễ dàng vượt qua được bài kiểm tra xả thử này. Và còn ấn tượng hơn nữa là ngoài việc xả xoáy hiệu quả ra thì mẫu bồn cầu này còn xả rất là êm và không gây ồn. Đây cũng là một điểm mình đánh giá rất là cao. Trên đây là video đánh giá của mình đối với mẫu bồn cầu Inox có mã là AC939. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ ngay theo các thông tin mình để trong video. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để luôn nhận được các video mới nhất. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi.